Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay tôi đang có mặt tại huyện Iagrai, Gia Lai để review cho các bạn tham khảo một cái mảnh nhà vườn các bạn nhé. Thì hiện tại là gia chủ đã trồng cho mình xung quanh vườn là những cái cây sầu riêng, cái tiêu, cái chuối, cái mít các bạn. Rất nhiều những loại cây ăn trái gia chủ đã trồng trong vườn. Thì tổng diện tích vườn của chúng ta sẽ là khoảng 268 các bạn nhé. Trong đó có 400m² là đất thổ cư. Và hiện tại thì gia chủ đã xây dựng cho mình một cái căn nhà nho nhỏ ở trên đất các bạn. Khu vực này thì điện, đường, các thứ là đầy đủ. Đường bê tông chạy đến tận nhà vườn các bạn nhé. Điện thì đầy đủ các bạn. Đặc biệt là khu vườn của chúng ta có view ra cái hồ rất là đẹp các bạn. Thì cái nhà vườn này nó sẽ cách thành phố Pleiku tầm 35 km, và nó cách sân bay Pleiku là tầm khoảng 30 km các bạn nhé. Đây, hiện tại là gia chủ đã, cái nhà của gia chủ đây các bạn này. Đấy, các bạn chỉ cần dọn vào là ở thôi. Đấy, rất phù hợp cho quý anh chị em các bạn là có cái nhu cầu mà ở cái nhà vườn các bạn, mà có cái view thông thoáng đẹp đẽ, đặc biệt là các cái view hồ. Đây, cây bơ này các bạn này, bơ bút các bạn nhé. Sầu riêng thì năm nay nghe gia chủ thông báo là đã thu hoạch được trên 1 tấn sầu riêng các bạn ạ. Đấy, hết sức giá trị. Đặc biệt là giai đoạn này thì sầu riêng ở trên khu vực Tây Nguyên thì bao giờ giá cả cũng hết sức là được giá các bạn nhé. Đây, và chúng ta sẽ ra phía ngoài vườn. Chất đất ở đây thì đất rất là tốt các bạn. Đất đỏ ba gian, cực kỳ màu mỡ, hết sức là tốt. Trồng rất phù hợp, trồng những loại cây ăn trái các bạn nhé. Cực kỳ phù hợp. Đây, đặc biệt của chúng ta là sẽ view ra cái hồ các bạn này. Hồ này là hồ La Tôn. Rất rất đẹp các bạn. Dãy rộng 268 các bạn nhé. 2800m², 400m² là thổ cư các bạn. Hết sức giá trị. Đặc biệt giá trị hơn nữa là gia chủ đã trồng cho mình những cái cây ăn trái, cây sầu riêng ở trên đất. View cực kỳ đẹp, rất phù hợp cho anh chị các bạn gọi là muốn bỏ phố về sống cái cuộc sống nhà vườn các bạn. Đây, view ra cái hồ La Tôn, huyện Iagrai, hết sức đẹp đẽ. Hồ này thì nước non quanh năm, trong xanh, nước rất sâu các bạn nhé. Nước có nơi sâu tầm khoảng 10 mấy mét. Cá rất nhiều các bạn. Có những con cá chấm đen nặng khoảng 3-40 kg các bạn. Hết sức là rộng lớn. Đấy, khu vực này có cái view phải nói các bạn là tuyệt vời. Thì hiện tại chính chủ đang muốn bán nhanh để giải quyết cái công việc gia đình, với cái giá là 750 triệu các bạn ạ. Có bớt chút lộc thôi các bạn nhé. Đấy. Rất đẹp các bạn. Đường bê tông dẫn vào đến tận nhà các bạn nhé. Đến vào tận nhà dãy các bạn. Đấy, khoảng 200 cây sầu riêng, cây bơ bút, rồi có vài cái trụ tiêu. Nhà thì nhà cấp 4 các bạn. Đầy đủ phòng, phòng ốc các thứ đầy đủ. Phòng tắm, phòng vệ sinh các thứ đầy đủ các bạn nhé. Điện năng lượng mặt trời, cái hệ thống tắm nước nóng năng lượng mặt trời các bạn. Đây này, bám theo được cái mặt tiền đường bê tông này các bạn này, cực kỳ đẹp. Đấy, bám theo được 60m mặt tiền các bạn nhé. Đấy, hết sức giá trị các bạn. Đây, chị các bạn nào
có cái nhu cầu thì chúng ta liên hệ các bạn nhé. Sổ sách để các bạn xem thêm một số hình ảnh trên hình ảnh gia chủ cung cấp các bạn. Đây, hôm nay chúng tôi cũng xin review một cái đoạn ngắn như vậy, cũng xin chân thành cảm ơn sự theo dõi, sự ủng hộ của quý anh chị em các bạn trên mọi miền tổ quốc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video sau.